Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam chiếm tỷ lệ cao với 5 doanh nghiệp thành viên có sản phẩm được công nhận đợt này. Các doanh nghiệp dầu khí đạt thương hiệu quốc gia năm 2020 gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Thương hiệu quốc gia là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Việc tham gia chương trình là một quá trình để doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp dầu khí nói riêng đánh giá toàn diện các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và chiến lược xây dựng thương hiệu thông qua hệ thống tiêu chí của chương trình. Từ đó, khuyến khích các doanh nghiệp chia sẻ và theo đuổi các giá trị cốt lõi của chương trình, đó là chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong. Tổng doanh thu năm 2019 của 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020 đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tổng doanh thu xuất khẩu đạt hơn 137.000 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước trên 200.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 471.000 lao động. Những doanh nghiệp này cũng đóng góp hoạt động xã hội 9,5 nghìn tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội trên 20.000 tỷ đồng.